chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là gồm có một số loại cây ha, như thế này là sâm trái nè, rồi mai chương thủy, rồi nguyệt quế, cây mini thôi anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi cái cây này là cái cây sâm trái, cây thuần chậu rồi ha. Cây mã số 310 là một cây sâm trái. Cây rất là đẹp nha anh chị. Em gửi cho chụp hình cái cây. Rất là đẹp ha. Dạ cây lắm nha anh chị. Cái da của nó là bông bông gì không bình thường nha anh chị. Rồi, hoành luôn em ơi. Này vô 2-3 nước dày đó anh chị ơi. Độ sát dưới này 15. 15. Chiều cao nó là 20. Chiều cao 20. Cái chậu là 16, cái này em xếp luôn cái chậu về luôn ha. Mã số 310. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc nha anh chị. 311. Cũng xanh trái luôn. Cụ đế quá trời, cụ đế nè anh chị. Đó. Rồi nó già dữ lắm. Già dữ lắm, già luôn ha. Cây này cũng đẹp lắm anh chị ơi. Hoành nó 13. Chiều cao nó 27. Chậu nó là 16. Rồi cây này để rẻ anh chị 550 thôi. 311. 311 550 cả chậu ha. 312. Đó, anh chị coi nè ha. Vô dây hết ha. Rồi đó. Mình thích vô dây mình vô lại ha. Rồi mã 312 là 312, xăm trái luôn. Trái. Rồi nó đọc nha anh chị, nó có hai cộng đế thôi mà dáng nó đẹp ha. 850 hoành. Chiều cao 28. 312. Rồi cái này giao luôn chị 300.000 chứ, bao ship. Ba một ba. Ủa nó quái nè. Cây này thì nhỏ thôi anh chị, nhìn giùm em cây chiếc lông ha. Mà nó quái cây lắm nha anh chị. Chiều cao nó là 25, nó chuẩn bị có trái rồi nè. Chuẩn bị có trái anh chị. Cây này cây chậu thì 14. Rồi 313. Rồi cái này để rẻ anh chị 250 thôi. 314. Ồ cái này thấy gì xem chứ. Trái luôn ha. Này vô dây rồi. Ồ rất là đẹp nha chị. Này hoành 7 thôi. Chiều cao 21. Vô nước dây hết rồi chị chơi. Này hai mấy nước dây mới được gì nè anh chị. Đó, mã số là mã số là 314 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này giao lưu anh chị là 350 rồi anh chị ơi, bao ship. Trái nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 315. Cái này dạng mini thường chậu nha anh chị. Vô dây chơi nha anh chị. Đó. Hoành nó 750 thôi. Chiều cao nó 20. 315. Rồi cây này giao lưu anh chị cũng 350 luôn chị ơi, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo là cây linh sam sông Hinh lá gí. 316. Linh sam. Đó. Vô dây luôn rồi nha anh chị. Giờ mình sang chậu mình chơi 316 ha. Linh sam sông Hinh lá gí. Rồi cái này. Em đo gì ha? 15. À, đo sát cái cũ này, thứ cái cũ bự lắm nè. Này sông Hinh lá gí nha chị. 20. Cũ 19 thôi, 20 tính 19 luôn. Cũ. Chiều cao 21. Này chậu là 19. Ok, khá là đẹp ha. Hoa một tiếng nha anh chị. Ừ. Dây hết trơn nè. 316. Rồi cái này để rẻ anh chị 250 luôn chị ơi. Đá đẹp lắm nè ha. Để cái mềm luôn, 250 bao ship luôn. Rồi tiếp theo. 317. 317 cái này nguyệt quế nha, lá sống bông chùm nha anh chị. Nguyệt quế nè. Trái nó nè. Thường chậu này em ship cả chậu mình luôn ha. Chậu này cũng 200.000 anh chị. Hoành 14. Chiều cao của nó là 36. Chiều cao 36. Đường kính cái chậu là 25. 317. Rồi cái này giao để rẻ anh chị 550 thôi anh chị. Bao ship cả chậu cho mình luôn. Số 317. 317. Rồi tiếp theo. 318. 318. Quế thì lùng lực cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành 11.5. Rồi cũ này là bự lắm nha. Sát này 15. Cao 25. Rồi cái chiều dài cái chậu 29. Này em ship chậu mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi để ghé cho cô chú anh chị mã số 318.
Rồi cây này giao lưu anh chị là 450 đây, cả chậu luôn. Rồi tiếp theo 319. Cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn anh chị. Bông gì lắm nha anh chị. Rồi hoành luôn. Này ship cái chậu mình luôn ha. Trên đây 12. Sát đây 18. Cao 27. Rồi để Hương Nghị mình 450 luôn, cả chậu luôn. 319. 319. Rồi tiếp theo. Đây là cây xanh trái. Xanh trái luôn nha anh chị. 320. 320. Này thường chậu luôn ha. Này ship chậu cho mình luôn nha anh chị. Già dữ lắm, già luôn rồi. Hoành nó 10. Chiều cao 35. Tàn 40. Mã số là 34 320. Rồi 450 chưa? Bao ship luôn. Rồi tiếp theo 321. Này vàng lá dư cũng lên lá mới nha anh chị. Cây sống khỏe thường chậu hết sống á. Nha. Già dữ lắm, già anh chị. Em đâu vậy ha? 10. Còn cái thăng trên đây là chỉ có 7 thôi. Chiều cao nó là 41. Tàn 41 luôn. Mã số 321 450 luôn chị. Em bao ship luôn. Xanh trái. Rồi tiếp theo là mai chiếu thủy trung nu nha anh chị. 322. 322. À, lá trung ha. Ăn đầy rễ trong đây là về mình thay chậu mình thêm chất trồng cho nó ha. Mai chiếu thủy dễ sống nha anh chị. Hoành 14. Chiều cao 22. Tàn là 33. Rồi mã số là 322. Rồi này để rẻ chị 400.000 thôi nha, bao ship luôn. Rồi tiếp theo 323. 323. Cục đế như này về mình tỉa lại nha anh chị. Cũng kính tàn hết rồi. Sát dưới đây ha. 21 sát dưới cũ. Chiều cao 20. Tàn 31 này mai chiếu thị trung nu. Chị coi ha, liền hết trơn ha anh chị. Rồi 400.000 thôi anh chị, bao ship luôn. Mã số 323. 323. Tiếp theo 324. Khá là đẹp anh chị. Hoành nó là 13,5. Cao là 20. Tàn là 29. Rồi này để rẻ chị 350 thôi, 324. 325, đang cái bông quá trời luôn anh chị. Chưa tẻ luôn anh chị. Hoa quá hoa luôn ha. Cái này vô chỗ đẹp là hết sảy luôn anh chị. Hoành nó 13,5. Chiều cao 33. Rồi này để 400.000 thôi anh chị, bao ship luôn. Mã 325. 325. 326. 326. Mai chiếu thủy nha anh chị. Ồ này, này tại trường điệu ha. Hoành nó 11,5. Chiều cao là 19. Rồi, cái này 350 luôn anh chị, 326. 327. Cây này cũng khá là đẹp nha anh chị. Cây này chỉ có cái sẹo chỗ này thôi nhưng mà nó kéo rồi nè. Kéo mép qua luôn hết rồi. Này, này nó hơi trung thôi. 11. Chiều cao 26. Mã 327. Cây cũng đẹp á. Rồi 350 anh chị, bao ship luôn. 327. Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô sam trái nha. Này là mấy cây sam trái đổ nha anh chị. Này thì cây nào cũng như cây nấy nha. Em chỉ nói một lần thôi anh chị ha. Rồi cây này thì cái thân của nó cỡ cây giết lông. Đỡ cây giết lông lên chị xem ha. Cái thân của nó là cỡ cây giết lông anh chị. Rồi cái này trồng trong cái ống nhựa nè. Trong đây là rễ nó sơm sởm dài xuống dưới này luôn ha. Đó, ra rễ dưới này luôn nha anh chị. Cây sống khỏe hết trơn rồi. Mấy cái cành nè, chị về có thể vô dây mình vô được luôn nha anh chị. Thành 100% ha. 147. Cành bay 17. Tâm trôi rất mạnh luôn. Mã số 147. Rồi 200.000 luôn chứ. Bao ship cho mình luôn ha. 151. Tàn ra nữa chị bốn sẽ uống một size mini ha. Dặn mấy cây là rất là đẹp luôn. Bao đẹp luôn. 151. Cành bay 16. Rồi cũng 200.000 thôi chứ. 151. 152. 152. Cành bay 18. Mã số 152. Rồi cũng 200.000. 154.
Cành bay 16. Rồi cũng 200 ngàn. 154 155. Cây sống khỏe hết, chị yên tâm ha. Này dán đổ ha. Về vô dây là đẹp liền chị. Cành bay 17, mã số 155. Rồi cũng 200 ngàn. 157. Cành bay 20, mã số 157. Rồi cũng 200 ngàn. 158. Nè, quay lại cho chị coi nè ha. Đó. Uống công lớn rất lượng rất là đẹp ha. Này về làm chậu đổ đẹp lắm. Cành bay 20. Rồi, 200 ngàn đồng giá chị. 158. 160. Cành bay 17, mã số 160. Đồng giá nha chị. 162. Cây này cũng đẹp lắm chị, lùng lực. Cốt cành bự. Cành bay 15, mã số 162. Rồi, 200 ngàn. Cành bay 18. Rồi cũng 200 ngàn. Mã số 163. Cành bay 22. Cái này cũng đẹp lắm nha chị. Mã số 164. 200 ngàn. 165. Xem trái bảo hành 100% luôn chị. Dán bay xuống rất là đẹp. Cành bay 20, mã số 165. Rồi cũng 200 ngàn. 167. Cành bay 22. Rồi cũng 200 ngàn. 167. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô seri, cây seri nha chị. Cây ăn trái chua chua ngọt ngọt rất là đẹp ha. Trái mới đầu chín sống thì màu xanh, chín thì màu đỏ rất là đẹp ha. Trái không thể có để trên màn hình đó. Cây rất là to đẹp luôn anh chị ơi. Cây sống khỏe thường chậu luôn ha. Nè. Đó, chị về chỉ cần vô dây uống lượng thôi. Cây seri nha chị. Quanh 12, chiều cao 10, mã rồi. Số 174. 250. Mấy cái này có trái hết trơn nha anh chị. 179. Ồ, nó bự. Quanh 13, chiều cao 11. Rồi, cái này cũng 300 ngàn. 179. 184. Quanh 9, chiều cao 16. Rồi này 200 ngàn. 200 ngàn. 188. Quanh 11, chiều cao 18. Rồi 250 ngàn. 188. 191. Quanh 11, chiều cao 12. Rồi 250 ngàn. 191. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang sen ha. Trang sen gọi trang sen Nhật đó. Hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cái này trồng trong ống để nơm lên rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. 231. Còn mấy cây nữa xả anh chị chơi chứ giá cây này rất là mềm luôn anh chị. Quanh 10, chiều cao 39. Rồi, 250 ngàn. 231. 232. Quanh 12, chiều cao 29. Rồi, 250 ngàn. 232. 233. Quanh 11, chiều cao 27. Rồi 250 ngàn. 233. 238. Quanh 9, chiều cao 33. Rồi cũng 250 ngàn. 239. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị.
Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp như cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Japan ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây.
đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị, hàng tuyệt vời rất là đẹp nha cô chú anh chị đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng loại này là em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị nè đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha, hàng rất là đẹp luôn ha đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị, cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship, mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới hai lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới một lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.